Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp giao dịch cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Đó là chúng ta sử dụng chart pattern, mô hình rectangle, mô hình hình chữ nhật và cách thức giao dịch như thế nào. À, trước tiên chúng ta phải xác định được giá đi trong một cái mô hình chữ nhật. Ví dụ như thế này. À, ví dụ giá có khuynh hướng tạo nhiều đỉnh, nhiều đáy ở một cái vùng kháng cự và hỗ trợ. À, ví dụ vậy và bây giờ chúng ta sẽ vẽ được một cái hình chữ nhật ở đây. Chúng ta vẽ được vùng kháng cự và hỗ trợ, giả sử như giá nó thoát khỏi ra cái hộp chữ nhật này thì chúng ta sẽ đi theo xu hướng đó, ví dụ như có thể từ đây giá break out phá cái hộp xuống, phá cạnh đáy dưới. Cho chúng ta biết thị trường sẽ còn tiếp tục đi xuống. À và chúng ta sẽ enter lệnh sell và mục tiêu lợi nhuận của chúng ta sẽ bằng 100% từ đỉnh và từ đáy của chiếc hộp lên tới đỉnh chiếc hộp này. À, ngược lại giả sử nếu từ đây thị trường đi lên, ok phá cái đỉnh, phá cái cạnh trên của hình chữ nhật, Suggest cho chúng ta biết thị trường còn đi lên và enter lệnh buy. À, mục tiêu kỳ vọng của chúng ta sẽ đi lên một bằng 100% của cái hộp này. Ví dụ từ đây xuống đây là 100 pip thì chúng ta cũng buy đây thì chúng ta cũng mục tiêu của chúng ta sẽ chốt lời 100 pip. À, ok bạn, rất là đơn giản. À, chúng ta có thể giao dịch trên nhiều khung thời gian. Khung thời gian nào cũng work cả. Thí dụ như các bạn có thể giao dịch trên D1, H1, H4, vân vân. và bây giờ chúng ta thử làm một vài cái bài test trên một vài cặp tiền tệ. Ví dụ như ở đây là chỉ số Dow Jones của Mỹ. À Thí dụ như chỗ này chúng ta sẽ xác định được À, một cái hộp nằm ở đây các bạn nhiều đỉnh tiếp xúc với cạnh trên nhiều đải tiếp xúc với cạnh dưới chúng ta cho nó là một cái hộp và bây giờ giá các bạn thấy đã break out đi lên à, cho chúng ta biết thị trường còn tiếp tục đi lên và chúng ta tham gia vào thị trường để buy và mục tiêu lợi nhuận của chúng ta bằng 100% của cái chiếc hộp này à, thì các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ chốt lời thị trường này ok à vào khoảng chỗ này ok các bạn. À, rồi chúng ta xem tiếp, ở đây chúng ta cũng thấy một cái hộp xuất hiện. Ok, đây là không thời gian H1 của chỉ số Dow Jones US30 nha các bạn. Ở đây chúng ta thấy nhiều cảnh tiếp xúc trên đây. Nhiều đáy tiếp xúc ở đây. Khi thị trường phá vỡ đáy cho chúng ta biết thị trường còn đi xuống nữa và chúng ta sẽ tham gia thị trường bằng lệnh sell. Mục tiêu lợi nhuận bằng 100%. À ok, và chúng ta chốt lại ở đây. Ở đây cũng vậy. À, hai đỉnh hai đáy ba đỉnh ba đáy tiếp xúc với nhau tạo thành một cái hộp chữ nhật thị trường phá đáy cho chúng ta biết thị trường còn đi xuống nữa à, và rõ ràng các bạn thấy thị trường đi xuống à, chúng ta enter lệnh sell thì chúng ta sẽ chốt lời được cái lệnh này tại ở khu vực này ok vân vân rất rất nhiều à, trong bất kỳ time frame nào chúng ta cũng có thể test được giao dịch được với cái phương pháp đơn giản như thế này giả sử bây giờ chúng ta à, xem tiếp một cặp tiền nữa như là New Zealand đô la Mỹ chẳng hạn. Ok. New Zealand đô la Mỹ. À đây. Chúng ta xem trên uh, à, khung thời gian D1. Ok bạn. D1. Rồi ok. À, D1 ở đây mình sẽ thấy <laughs> Okay. Ở đây chúng ta có một cái hộp ở đây các bạn. À, thị trường giao dịch đi sideways trong một cái hộp như thế này. À. Và khi thị trường break out ở chỗ này, chúng ta sẽ đo lường được mục tiêu khả năng nó sẽ đi tiếp bằng 100% của cái hộp này nữa. Cho chúng ta biết thị trường sẽ đi xuống bởi vì nó phá cảnh ở dưới. Chúng ta sell xuống. Ok. Và chúng ta sẽ chốt lời ở khu vực này chúng ta xem tiếp. À. ở đây cũng xuất hiện một cái hộp tiếp theo các bạn. À, chúng ta thử xem. nhiều đỉnh nhiều đáy tiếp xúc với nhau. ok và thị trường breakout bằng một cái ngày rất là mạnh dài xuống chỗ này. À, cho chúng ta biết thị trường còn tiếp tục đi xuống nữa đó lệnh sell được enter vào thị trường và mục tiêu lợi nhuận của chúng ta sẽ bằng một trăm phần trăm chiếc hộp này và rõ ràng các bạn thấy thị trường đi xuống rất là dài ok bạn đó là cái cách thức chúng ta giao dịch dựa theo chart pattern mô hình giá rectangle rất đơn giản dễ áp dụng cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo